Alo. 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 Chào bạn. Mình là Du. Chào mừng các bạn đến với kênh ZuMV, một cái kênh chuyên hướng dẫn lập trình về Android. Thì như ở hai video trước, mình đã hướng dẫn các bạn là thiết kế cái file giao diện cho hai cái màn, một là màn login và hai là màn đăng ký kiểu một. Đấy. Và ở lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái màn hình đăng ký số 2, cái đăng ký bằng email hoặc phone ấy. Đấy. Thì ở video 2 trước mình có nói ấy, thì những cái video sau sẽ tận dụng những cái tài nguyên mà mình đã hướng dẫn các bạn làm ở những video trước đó. Thì ở lần này cũng tương tự như vậy. Cái màn hình này mình sẽ tận dụng những tài nguyên mà mình đã làm ở hai cái màn trước kia chưa. Đấy, đầu tiên nhé, các bạn vào trong cái file Java các bạn này, các bạn tạo mới cho mình một cái activity nữa, bạn bấm chuột phải chọn new, nhỏ xuống activity và chọn empty activity đó, các bạn nhấn finish. Rồi các bạn đợi một chút, nó đang nhanh nhé, xong rồi. Ok rồi, thì bạn kích chuột, các bạn giữ control căn kích chuột đây thì nó sẽ ra cái file XML của các bạn, được chưa? Thì ở cái màn này mình sẽ sử dụng tài nguyên mà mình đã hướng dẫn của cái màn này, được chưa? Thì bằng cái việc mình sang bên Activity, mình copy toàn bộ code, các bạn nhấn Ctrl A, Ctrl C qua bên main activity này, các bạn Ctrl A, Ctrl V mình và sửa lại một tẹo là cái context này, chính là cái connect đến main activity nào ấy. Các bạn sửa cho mình thành main 3 activity là cái màn thứ ba mình vừa mới tạo ấy. Ở trong này bây giờ mình bắt đầu mình đi sửa text thôi. Sửa từ trên xuống dưới nhá. Đầu tiên thằng này sẽ là hello đúng không? Không phải là welcome back nữa mà là sẽ là hello. Tiếp theo là thằng này sẽ không phải login mà là sign up. Đó. Sign up này. Sign up. Chấm than, vẫn có dấu chấm than. Ok. Rồi, sau đến đấy ở đây là mình sẽ có ba cái ô để nhập, một cái ô là nhập tên, một cái ô nhập email và một cái ô nhập password. Thì ở lần trước mình đã có hai cái ô, một cái ô nhập email và nhập password rồi đúng không? Thì bây giờ đơn giản cái relative layout này, các bạn nhìn này, ở trong này mình có hai ô, cái thằng này là để nhập email, cái thằng này để nhập password, cái thằng này là cái phần bên dưới không nói làm gì, nó là cái thằng này. Thì mình sẽ quan tâm đến cái ô nhập email, cần copy thằng này, cần paste lên trái cho mình đó, sửa sửa lại một chút cho nó thêm một cái margin tốt cho cái thằng nhập email này. Đấy, cho thằng này một cái margin tốt là 20 dp, được chưa? Vào đây mình sẽ sửa cái text này, sửa lại thành user lên user lên chứ không phải user của cung user lên. Đấy, user lên và cái input type ở trên của cái ô nhập ô stack này mình cũng phải sửa, mình sẽ sửa thành text, input type sẽ sửa thành text. Đấy rồi, thế là đã xong. Và tiếp đến là cái bên dưới này nó sẽ không có cái chữ forget password nên mình sẽ xóa cái text này đi, thay vì đấy text này ở đây mình sẽ sửa thành lại thì nhìn và gõ thôi, được rồi.
cái luôn mà tôi sẽ đồng ý. Với cái điều khoản nó cũng giống như là cái kiểu cái nút các bạn hay vào những trang web nó có câu hỏi là bạn đã đủ 18 tuổi chưa ấy, kiểu ấy. Thường ai mà có nhu cầu vào trong đấy thì là sẽ đồng ý thôi, kiểu gì cũng thế. Rồi phóng to lại nhá, xong rồi những cái chữ nó hơi bé đúng không, mình sẽ sửa thành khoảng tầm 12, và chữ nó phải là chữ màu xám, tận dụng cái màu chữ của bên này. Đấy, cái bên activity thứ hai ấy, mình sẽ cho cái thằng chữ này của mình không phải màu đen nữa mà là màu xám, ok chưa? Và cái top 30 thôi, thằng này mình sửa thành 30, chữ sẽ là sing up. Đấy, sing up. Và nó có ba cái icon này thì như mình bảo ấy, mình sẽ tận dụng. Ôi, thằng này 20 nhá, 10 đi, 10 rồi. Mình sẽ tận dụng tài nguyên sẵn có đúng không, thì ở trước mình hướng dẫn các bạn là tạo ra cái layout mà chứa ba cái con này, thì các bạn copy cho mình. Đấy, sang bên này bạn paste xuống dưới cái nút button này đó, xong. Thế có phải là mình đã làm xong cái màn hình thứ ba không? Như các bạn thấy ấy, hai cái màn đầu làm khá vất, nhưng mà nếu như mình tận dụng, biết cách tận dụng tài nguyên sẵn có của hai màn này thì làm màn thứ ba rất đơn giản thôi. Ok đấy, thế video của mình cũng hơi dài đấy. Nếu như các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy để lại cho mình một subscribe và một like. Còn nếu như các bạn thấy mình giảng chỗ nào còn khó hiểu quá thì các bạn có thể comment trực tiếp ở phía dưới để cho mình. Ok, video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học lập trình vui vẻ.